Thời tiết Sài Gòn dạo này hơi nóng anh em, cho nên ở nhà mặc đồ hơi mát mẻ. À, thì có đọc bình luận của mấy anh em trên kênh YouTube của mình á, là kêu anh em kêu là anh em muốn mình review kỹ hơn về con Z650. Thì ok, Z650 này mình có review nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ review lại cho anh em. Và bởi vì sao? Bởi vì con này hiện tại giá rất là tốt anh em. Chỉ 101 biển Sài Gòn, có nhiều đồ chơi nữa, mà xe ngon nữa. Thì giá 101 thì anh em chỉ mua được những con 400, 300, hoặc là anh em mua Z400 lướt, nó đâu có được lên phân khối 650. Và phân 650 này nó cực kỳ tiết kiệm nha anh em, nhớt nó có thể ít hao hơn cái dòng 400 luôn nha, nha anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ dắt xe ra ngoài, rồi đi sâu vào review em nó cho anh em xem ha. Anh em xem kỹ con xe ha. Và để mình lên thay cái bộ đồ cái đã. Ở nhà mà bữa giờ đúng là bữa giờ Sài Gòn trời nóng thiệt luôn á anh em, không hiểu sao trời rất là nóng. Thôi để tôi lên lầu tôi thay bộ đồ. Bye bye anh em. Rồi anh em thấy không? À, mình đang có người làm mẫu luôn. Đối với người 1m60, 62 thì dắt rất là thoải mái. Rồi em có thể bây giờ em có thể em leo lên xe ngồi. Cho nên anh em mà chiều cao mà cỡ 1m55, 60 là không có suy nghĩ về con này nha anh em. Rồi em đề máy chạy qua kia, chạy vòng lại cho anh em ngắm luôn. Thì con này hiện tại giá rất là tốt anh em. Hồi thời điểm nó mới ra 2018, 2017 là giá nó là 200 triệu một chiếc. Bây giờ là hầu như còn có nửa giá anh em. Tính tiền đồ chơi này nọ là còn nửa giá. Nhiều anh em mua xe được nửa giá mà xe ngon đó chứ. Đi ra xa mic nó sẽ không có nghe được anh em. Cái này mà nạt tiếng cũng dữ lắm anh em. Tiếng của hai máy 650 nó to lắm, chứ nó không phải như tiếng của 300, 400 đâu. Em nói là thay đồ xong rồi mới quay clip được cho anh em xem. Rồi đậu đây luôn. Rồi chống chân xuống, đá cho anh em coi chợ sáng luôn à. Đó, xe có chợ sáng. Chợ sáng xịn nha anh em. Hồi sáng này khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu vậy thôi. Đèn led, full led. Đó, em quay sát sát vô full led cho anh em coi. Đó, đó rất là đẹp. Rồi xe thì hai giác, đây là hai giác ha. Rồi chống đổ, bảo vệ các nước, hầu như cái đồ chơi cơ bản là có hết rồi anh em. Em quay xuống cái capo nè, capo đút gầm nè, đút gầm như zin nên anh em khỏi chợ công an gì nha anh em nha. Đó là biển số đút luôn. Nói chung xe này đút hết, thích cái nào là đút cái đó. Rồi, rồi cảm ơn siêu mẫu của giới làng mô tô. Siêu mẫu của làng mô tô hôm nay chơi cái đầu giống ca sĩ à. Giống ca sĩ Lâm Trấn Hải, ca sĩ Hàn Quốc Hùng vậy á. Rồi ok, thì mình sẽ review cho anh em. Thì con này theo mình biết là như là nó tới 68 mã lực đó anh em, cực kỳ mạnh thôi. Hình như R15 mà chỉ có 19 mã lực thôi, mà con này tới 68 mã lực. Ghê không? Mà không biết có nhớ có đúng hay sai, tại clip mình là quay xuyên suốt à. Tại mình bán nhiều xe mà nhiều khi lộn xe này qua xe kia á. Anh em muốn biết thì anh em lên Google search nha. Chứ mình bán nhiều xe á, nhiều khi mình nói lộn qua xe này á, nhưng mà mình review thực tế cho anh em. Thì con này cái bình xăng của nó 15 lít thì anh em đi phượt thì tuyệt vời luôn. Đi phượt là bá cháy luôn anh em. 15 lít thì biết chừng nào mới đổ xăng. Thì cái tiêu hao nhiên liệu con này á, nó ngang một cái con Z300 thôi anh em. Mình cũng không nghĩ là nó tiết kiệm vậy luôn anh em. Thì mình có chạy thử thì nó ngang, tại vì cũng có hai mấy cây lít đó anh em. Rồi cái tiếp theo là nhớt nó cực kỳ ít hao luôn. Nhớt của nó chỉ có 1 lít 6, không thay lọc thôi anh em, cực kỳ vậy đó. Xe này là thay nhớt mới nè. Đây nghiêng cho anh em coi nè, em nghiêng lại cho anh em coi chỗ này nè, quay chỗ này nè, đó cho anh em coi nè. Nhớt là nhớt này mới thay luôn. Cái này xe của bạn mình nên giá tốt và xe lịch sử rõ ràng luôn đó anh em thấy là đó, nớt trong leo luôn, nớt mới thay. Cái này bữa như thay mua tool đó, đúng rồi. Này là người quen bên mình luôn, xe của người quen bên mình nên anh em yên tâm. Đó, thấy không? Nhớt nghiêng, muốn coi, anh em muốn coi mức nhớt á thì anh em nghiêng thẳng đứng xe và nó nằm ngay đây là chuẩn nha, là mức nhớt chuẩn nha anh em. Hụt hụt là cũng không được, mà quá thì nó cũng nặng máy nha anh em. Đó, đây là chuẩn nè, là xe này bên mình thay nhớt luôn nên đúng chuẩn luôn anh em. Rồi xuống. Xe mọi thứ là còn ken hết nha anh em. Xe này còn cỡ 80-90% luôn anh em. Dĩ nè anh em, dĩ không có sọc, không có xước gì luôn anh em. Con này á là 8.000 mai là tương đương với 15.000 km nha anh em. Đó, dĩ đẹp luôn, anh em sẽ quay vô xét cái dĩ luôn. Dĩ đẹp bố dày luôn nha anh em, không có hết gì đâu nha anh em. Rồi dĩ trước nè, xe này là có ABS trước sau. Nè dĩ trước nè anh em, quay vô.
dĩ trước là hai dĩ luôn nha, cái xe này có hai dĩ luôn nha anh em. Đó, dĩ trước là mượt ơi là mượt luôn á, mượt rất là mượt, cực kỳ mượt luôn. Đó, rồi vỏ nè, dày cui luôn nè, đẹp luôn nè. Đó, thì xe này nói vậy. Mọi thứ nó còn ken, anh em đi đi trải nghiệm thì cũng ok anh em, giá tốt luôn. Bây giờ 101 là anh em mua chỉ được Ninja 4 thôi. Đúng rồi, 101 thì anh em chỉ mua được Ninja 4 thôi. À, và cho anh em coi đồng hồ này nè, quay đồng hồ cho anh em xem. Cái đồng hồ này là nó chung với đồng hồ của Z900 luôn nha anh em nha. Xe này có hiển thị số nè, báo ABS nè. Đó, em bấm vô đây là nó sáng lên. Đó, đó. Rồi. Đó có hiển thị số chữ N nè anh em, quay gần vô. Đó, chữ N là hiển thị số 1234 nè, đó. Nó đẹp. Cái này có kính chắn gió này luôn nha anh em, đi rất là ok nha. Và xe này chở người phía sau cũng thoải mái, nhưng mà cái ga đầu rất là mạnh, cái tọt đầu xe nó mạnh đó. Hả? Đúng rồi, cái tọt đầu nó mạnh lắm, đi sướng lắm. Cái này mà anh em đi tour đi phượt là cực kỳ sướng luôn. Mà xe này chủ trước là bạn mình, nó hồi hình như là chỉ có đi một chuyến Đà Lạt thôi, còn như là đi vòng vòng trong phố không à. Đó, này mà biết lịch sử chủ rõ ràng là dễ chơi, dễ xài, đẹp nè, tay nè, tay zin từ lúc mua tới giờ luôn á em, thẳng tắp luôn á. Tay zin ở đây có cái kính để anh em nhìn, anh em chống người thi âu hơn chống công an, để nó chống người thi hành công vụ, có chống người ta khỏi bị bắt. Đây là hai cái đèn, hồi đó cái này là đèn bóng dây tóc thôi anh em, nhưng mà đã được vào bóng led rồi đó. Rồi em quay một vòng ngoại hình cho anh em xem đó. Rồi anh em xem ngoại hình thì con này mình cũng review cho anh em, nó nhìn nó rất ngầu. Rồi để một người như mình ngồi lên xe có thử anh em thấy như thế nào nha, em cứ quay vòng tròn này cho anh em xem đó, ngồi lên rất là ngầu và rất là thoải mái. Anh em thấy không? Rất là đẹp đó. Rồi quay cho anh em xem, bây giờ vừa lần đầu tiên được làm người mẫu. Đó, ngồi rất là thoải mái anh em, chạy rất là đã luôn. À, trên đây có hai xe này, có hai giá tích hợp trên xe luôn nè, hai giá. Rồi pha code, rồi công tắc khẩn cấp bình thường thôi anh em. Và mọi thứ xe này là giống như là hoàn hảo anh em. Tại người bạn này của mình chơi xe cũng rất là kỹ. Rồi xe hầu như là hoàn hảo anh em. Anh em mua về là chỉ đổ xăng là chạy thôi. Và cái người bạn này là người ta cũng hay mua mấy cái dung dịch phụ gia xăng á, ta đổ vô cho đủ. Tại xăng ở Việt Nam mình nó xăng 97 mua rất ít, tâm đổ em phụ gia vô cho nó tốt. Còn cái bóng đèn chợ sáng này lên ở một shop rất là có tiếng luôn, cực kỳ có tiếng đó, và rất là mắc. Bóng đèn theo chia sẻ là rất là mắc đó, để cho anh em đồ đi tối đồ á, cái này mà có quay tối rồi cho anh em sáng lắm nè, sáng cực kỳ luôn. Em quay vô vách tường á, ban ngày mà cũng còn sáng. Không, ban ngày nó không tới nổi không, ban đêm kìa. Nè, nó vẫn tới thấy không? Thấy không? Vẫn tới. Đó. Tiếng bô nè, anh em nghe tiếng bô nè. Nó ấm mà nó đã lắm. Kiểu như nó ấm mà nó đã, nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gắt nha anh em. Đối với những dòng 650 này á, anh em đi những cái lon bô này là tuyệt vời nhất. Còn về cái phần máy móc thì con này rất là đẹp. Em có thể quay xuống đây. Mọi thứ như là zin đẹp luôn anh em. Đó, zin đẹp tuyệt vời luôn. Sơn zin luôn anh em. Nước sơn zin mọi thứ là còn nói chung là ok lắm anh em. Xe này anh em về chạy phê luôn á. Quan trọng là cái giá thôi. Hiện tại người bạn của mình nó biết mình là bán xe lướt. Người bạn nói là thôi lấy để cho anh Minh, nói chung cũng lớn hơn mình vài tuổi đó, lớn hơn mình thôi, học bằng mình đó. Thì nói là để cho mình bán xe lướt cho anh em, để anh em sao trải nghiệm. Này cực kỳ có tâm luôn, một người bạn của mình là cực kỳ có tâm, để anh em xe sao trải nghiệm tốt, giá tốt đó. Rồi ok anh em ha, cảm ơn anh em. Thì anh em nào mua xe thì cứ nhắc máy lên alo cho mình. Đó, số điện thoại là 0916640653, hoặc là add Zalo, hoặc là Banbay Minh Baker, là anh em là có thể alo mình là sở hữu rồi. Xe này biển thành phố luôn, nhà bạn em mình ở đâu bên Tân Bình, Tân Phú vậy nè. Đó, rồi bữa nay có cái trend là chúc quý khách sống trong yên bình mười phương chư Phật rồi. Có coi đó chưa? Đó, tụi này hay chúc vậy đó. Chúc anh em nhiều phước lành nha, sống trong sự bảo trì bảo độ của mười phương chư Phật. Coi TikTok quá nghiện luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha. Rồi vậy xong là kết thúc clip ha.
em có thể quay một vòng nữa cho anh em không? Tại vì có nhiều anh em người ta kêu là quay xe này cho người ta coi á. Quay rõ. Để mình xuống anh quay. Thì quay rõ luôn nha. Camera cố gắng nha. Cameraman này mới nha anh em. Sẽ cố gắng phát huy. Nói chung em quay những cái gì mà đẹp nhất của con xe ra cho anh em coi. Đó đúng rồi. Cố gắng phát huy. Rồi. Ok anh em ha. Rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều.